Bài viết ngày hôm nay mình sẽ review tinh chất đốt cháy tích tụ mỡ Slim Extreme 4D Everlin giá bao nhiêu? Mua ở đâu? Có tốt không? Xem hết video này để rõ hơn nhé. Đừng quên bấm like, share hoặc comment nếu bạn thấy video này hữu ích. Nếu bạn quan tâm về sản phẩm vui lòng để lại số điện thoại dưới phần bình luận video này nhân viên tư vấn bên phía nhãn hàng sẽ liên hệ lại tư vấn cho bạn miễn phí. Nhiều người tiêu dùng biết tới, đánh giá cao và đã sử dụng các sản phẩm Slim Extreme 4D. Đối với nhiều khách hàng, dòng Slim Extreme không chỉ trở thành một phần không thể thiếu trong việc chăm sóc hàng ngày của họ, mà còn là biểu tượng của lối sống năng động và ý thức chăm sóc vóc dáng, tác động của tinh chất đốt cháy tích tụ mỡ Slim Extreme 4D Everlin. Siêu cô đặc bổ sung các thành phần hoạt tính sinh học tiên tiến và các phức hợp sinh học hiệu quả nhất. Công nghệ tăng cường tăng các thành phần hoạt tính sinh học cho da và mang lại hiệu ứng tổng hợp, nâng cao hiệu quả của chúng, tác động mạnh mẽ trong mọi tình huống, trong suốt quá trình nghỉ ngơi. Ngủ, sau khi ăn hoặc trong khi tập luyện, bạn nên đặt mua sản phẩm trực tiếp từ website nhà sản xuất. Đặt mua từ website nhà sản xuất bạn sẽ được hưởng các chương trình ưu đãi quà tặng kèm cũng như là được giảm giá và đảm bảo mua được sản phẩm chính hãng đảm bảo chất lượng. Các bước mua sản phẩm như sau, click đường dẫn liên kết bên dưới mô tả của video này để chuyển sang website nhà sản xuất. Để lại thông tin liên hệ, chuyên gia bên nhà sản xuất sẽ gọi lại ngay cho bạn để tư vấn chi tiết về sản phẩm. Sau khi tư vấn xong nếu bạn thấy sản phẩm phù hợp thì xác nhận đặt hàng. Bạn chỉ phải thanh toán sau khi nhận được hàng tại nhà. Nếu vẫn còn những thắc mắc về sản phẩm, đừng do dự hãy truy cập website nhà sản xuất và để lại tên và số điện thoại liên hệ nhân viên tư vấn sẽ trao đổi giúp bạn giải đáp mọi thắc mắc về sản phẩm lưu ý hiện nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm làm giả kém chất lượng không đạt được hiệu quả thực sự như hàng chính hãng để có thể mua được sản phẩm chính hãng tránh những sản phẩm giả mạo trôi nổi trên thị trường mình khuyên các bạn hãy đặt mua qua website chính thức để có thể yên tâm nhất về chất lượng sản phẩm cũng như giá cả đã được niêm yết